Người thanh niên này nhập viện vì những triệu chứng khó thở, mệt mỏi kéo dài. Đến bệnh viện thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi cần nhập viện. Theo chia sẻ, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá điện tử được nhiều năm nay. Đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn không chỉ có bệnh nhân này nhập viện, mà trong thời gian qua, nhiều bệnh nhân trẻ khác cũng nhập viện với các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp do hút thuốc lá điện tử. Chúng ta thấy đấy, cái hệ lụy của nó hiện nay về ngắn hạn chúng ta đã nhìn thấy rồi. Đó là các cái trường hợp tổn thương phổi cấp, các trường hợp tim mạch, rồi các cái trường hợp ngộ độc về tâm thần kinh cấp tính thì chúng ta đã ghi nhận và trực tiếp ở các cái đối tượng người trẻ mà có lạm dụng quá mức cái thuốc lá điện tử này. Thuốc lá điện tử thành phần chính cấu tạo nên gồm thiết bị đốt nóng và dung dịch để tạo khói. Với thành phần dung dịch này, người bán dễ dàng pha trộn các chất có mùi vị khác nhau và dẫn đến một tình trạng nổi cộm là dễ dàng trà trộn các chất gây nghiện, nguy hiểm tới người sử dụng. Thì trong cái dung dịch lỏng đấy, thì chúng ta thấy người ta rất dễ pha trộn bất cứ một cái hoạt chất gây nghiện nào vào. Và thực tế là đã có những trường hợp ngộ độc cấp do có cái trộn cần sa, trộn các cái chất gây nghiện vào trong cái dung dịch lỏng để hút. Đó. Thế thì cái này, cái thực tế này là nó xảy ra và nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe trên những cái ca lâm sàng rồi. Mặc dù tại Việt Nam vẫn chưa có một nghiên cứu chính thức nào liên quan đến tác động dài hạn của thuốc lá điện tử, tuy nhiên các nghiên cứu trên thế giới cũng đã khẳng định thuốc lá điện tử có những tác động ngắn hạn và dài hạn đến sức khỏe con người, tăng tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, huyết áp.